Người đẹp đây. Cố lên, cố lên. Tình thương mến mến, tình thương mến thương, tình thương.
một lần nữa đó, mình cũng mấy anh chị quả ngồi cho tới giờ này đó, và ngay cả mấy anh em mình đã bỏ công sức đi cái dự cái này đó, nó cũng là một cái kỳ công. Vì mấy anh chị biết là có rất nhiều người ta không đi được vì nhiều lý do lắm, thành ra mấy anh chị cũng nên tự cho mình, tự thưởng mình cả nha.